nỗi đau, sự mất mát. Buồn người là ngành kinh doanh tỷ đô đã theo chân Nick đến Bangkok. Lẽ ra mày nên giết tao, thám tử, trong nhiệm vụ phá tan băng nhóm tội phạm. Không. Boy, liệu anh có thể đánh bại kẻ cầm đầu tàn độc và trả thù cho vợ con của mình? Không kẻ nào có trái tim lại làm như ông. Tiền nào cũng là tiền. Cùng theo dõi bộ phim Buôn Người trên kênh HBO.